Rồi ở cái video trước á, chúng ta đã học về cái máy nén sử dụng cái van đuôi lốc để nó nằm ở phía đuôi, nó tự điều khiển bằng áp suất, tức là điều khiển bên trong. Còn bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu về cái van đuôi lốc mà nó sẽ điều khiển ở ngoài, tức là điều khiển bằng điện, nó như thế nào. Đây là cái máy nén này, rồi đây là cái van đuôi nó đây. Đây là van đuôi đây, chúng ta thấy là cái thân của nó, cái thân của nó dài hơn cái van đuôi kiểu kia. Cái loại van đuôi mà nó tự điều khiển bên trong nó, chúng ta thấy là bên trong là nó có cái pillow đó, cái mà nó sẽ điều khiển cái van. Còn cái này là bên trong đây nó sẽ là cái cuộn dây, cuộn solenoid. Ở đây là nó sẽ có dắt điện đi ra, còn đây nó không có dắt điện đi ra ha. Thì cái phần thân đây á, do nó có solenoid nên nó dài hơn này. Đó, chúng ta thấy, chúng ta so sánh chúng ta thấy. Thì thay vì bên trong đây hồi lúc gì chúng ta coi trước á, thì bên đây là nó có cái mà nó để nó hồi vị đó, nó hồi vị lại, rồi nó tăng giảm gọi là pillow đó. Thì cái này thì giờ cái van này nó tương đương thôi, thì nó lại gây dùng cái solenoid ở đây và nó chích điện ra ngoài thôi. Nó hoạt động y chang, nó chọn hoạt động tương tự thôi. Đây nó cũng có một đường nè, đường nó thông với lại đường áp cao là đường xả nè, đây là discharge nè. Đây còn một đường nó thông với đường áp thấp là PS nè, là đường suction đó, là đường áp thấp. Và một đường nó thông với lại cái buồng điều khiển là chamber nè. Đây phần sư nói đây. Rồi còn về cái hoạt động của nó đó, hoạt động của nó thì chúng ta thấy nó cái van đây, lúc mà cái gọi là nó hoạt động 50% á, giống tương tự như bên Toyota, thì nó sẽ cho cái đường áp, nó sẽ cho cái đường áp áp cao nè thông với lại cái buồng điều khiển. Còn khi mà maximum nè, cái hoạt động chăm chăm sóc á, thì nó sẽ cho đường áp thấp thông với cái khoang điều khiển. Rồi bây giờ chúng ta bắt đầu chúng ta quan sát, chúng ta xem video này. Rồi bây giờ chúng ta sẽ khảo sát một cái máy nén, nó có cái van đuôi lốc, và đây là cái loại như lúc nãy tôi đã giới thiệu ha, nó là cái loại điều khiển bên ngoài, tức là điều khiển bằng điện đây ha. Rồi bây giờ nó sẽ có các lỗ nè, cái này là cái phần phần này là phần đuôi của lốc ha, nguyên cụm này phần đuôi lốc nè. Đây nó sẽ có là ở ngoài đây là cái đường xả nè, đây là cái đường xả, còn bên trong đây là cái đường này là cái đường hút. Đây cái này, lỗ này là lỗ nó thông với cái buồng hút. Còn cái lỗ này nè, chúng ta thấy là nó có một đường và nó có hai lỗ nhỏ đây nè, là cái đường này là nó sẽ thông với lại cái buồng bên trong máy nén. Đây nó chính là cái này đây. Đây chúng ta thấy nè, đây nó sẽ có ha, nó có cái phần đây, nó sẽ có hai đường nè, hai hai lỗ đây nè, là ngay chỗ này nè ha, cái đường này nè, hai lỗ này nè, chính là hai cái lỗ này, hai lỗ này. Rồi còn cái đường ờ, còn cái đường mà ở trên đây nè, đường ấp cao đây nè, chính là lỗ này, thế là nó thông với bên lỗ ở đây. Lát chúng ta sẽ coi. Còn đường áp thấp thì nó đây. Đây, đây chúng ta thấy nè, đây chính là cái đường của áp cao đây. Đường áp cao. Đây đường áp thấp. Còn đây đường này thông với lại cái buồng của cái máy nén, buồng điều khiển của máy nén. Rồi bây giờ chúng ta chuẩn bị, chúng ta sẽ coi cái chúng ta sẽ coi thổi khí nén vào. Đấy, chúng ta sẽ thổi khí nén vào coi. Rồi khi trước khi thổi mấy 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 khí nén vào thì
thì tôi nhắc lại sơ qua ha. Khi chúng ta chưa cấp điện, tôi nhắc lại ha, cái van này là điều khiển loại không không có không được điều khiển bởi áp suất đó, nhưng mà tại vì kiếm cái hình mà điều khiển bằng điện nó khó quá nên là chúng ta dùng tạm này luôn, nhưng mà chúng ta vẫn có thể là giải thích được. Khi chúng ta không cấp điện, ha, khi chúng ta không cấp điện thì cái lò xo này nó thì cái này là ở trên là cái này là nó đóng, đây đây là không cấp điện nè ha, không cấp điện thì cái này đóng, ở dưới đây đóng, trên đây mở. Trên đây mở tức là sao, tức là cái đường áp cao á nó sẽ thông với lại đường đường xuống cái buồng buồng điều khiển nha, khi không cấp điện nha. Khi không cấp điện thì nó sẽ thông, còn khi cấp điện thì nó sẽ không thông. Rồi chúng ta quan sát lúc này là lúc là đang cấp điện nè. Chúng ta thổi gió vô, thì nó không có thông. Còn bây giờ chúng ta ngắt điện nè, bây giờ bắt đầu chúng ta quan sát ha, bắt đầu ngắt điện ra nè. Cái này là đang cấp điện ha, thì nó không thông. Ngắt điện ra đó, ngắt điện ra thì nó thông. Rồi làm lại, đang cấp điện đó, cái này là ngắt điện ra rồi. Rồi bây giờ làm lại nè, đó cấp điện vô, lấy gió thổi, vô cái đường 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 áp cao đó, đó thì nó không thông ha. Và bây giờ ngắt điện ra nè, đó thì nó sẽ thổi bay. Tôi nhắc lại ha, là khi chúng ta chưa cấp điện á thì cái van ở trên này nó sẽ mở đó, nó van nó mở thì cái đường áp cao nó sẽ thông với lại cái đường xuống cái buồng điều khiển. Còn khi cấp điện, thì nó tương tự giống như thế này thôi, thì nó hút nó mở cái van này ra, nó đóng van trên này xuống. Thì cái khi cấp điện á thì cái đường áp cao không thông với đường điều khiển, mà lúc này đường áp thấp sẽ thông với cái buồng điều khiển. Rồi cái cách điều khiển của cái loại mà điều khiển bằng điện vậy nè, thì nó sẽ ra nó sẽ dùng cái hộp, điều khiển để nó điều khiển cái máy nén. Thì cái hộp này á, nó sẽ nhận tín hiệu của các cảm biến là đầu vào, và nó sẽ có giao tiếp với cái hộp ECU, cái hộp điều khiển của động cơ, để mà nó sẽ hoạt động trơn tru với lại cái hoạt động của động cơ và các tải khác ha. Và nó sẽ điều khiển bằng cách là nó điều khiển bằng bằng xung điện ha. Tức là đối với những cái xe mà đời mới á, mà nó dùng cái loại mà van điều khiển bằng van đuôi lốc mà đòi điều khiển bằng điện này nè, thì chúng ta để mà chúng ta test cái van này á, thì chúng ta phải dùng cái chức năng active test ở trên cái máy chẩn đoán để chúng ta test. Chứ chúng ta khi chúng ta cấp thực sự ra khi chúng ta cấp điện mà 12V, cấp điện dương vô 12V thì nó cũng đóng mở đó, nhưng mà nó không hoạt động theo hết các dãy hoạt động nó, mà nó hoạt động chỉ có một một cái trường hợp nào đó thôi. Nhưng mà lúc nãy như tôi có trình bày trên cái video á, là để chúng ta hình dung ra được cái cách hoạt động của nó thôi. Nên chúng ta lưu ý nhé. Khác biệt giữa cái máy lạnh mà có cái van đuôi lốc và cái máy lạnh loại thường sử dụng van từ van đầu lốc luôn đi van mình đầu lốc, thì nó khác nhau giữa là cái trên đây nó không có cái ly hợp từ, nói. Còn hai vào đó là cái ấy cao su có tác dụng là giảm chấn cho cái bu ly. Đây là cái cao su mềm. Còn đây nó quay trơn với lại cốt máy. Ngày trơn có máy gì vậy, là sao nó truyền vô bên kia? Nó truyền vô bên kia bằng cách nào? Nó truyền vô cái cốt máy nén bằng cách nào? Cái này thì và con ốc. Tức là nó truyền qua cái cục giảm chấn này. Dục truyền vào cục chống chấn, và cục chống chấn sẽ truyền qua con ốc này. Rồi ok, rồi lật ra, lật lật lên coi mấy cái piston này.
Rồi nó qua cơ cấu, nó truyền qua cái cơ cấu bê tông này, giống như là các máy nén loại bê tông ha. Khác nhau nữa là hành trình của cái máy nén này, hành trình mà di chuyển bê tông cho máy nén này ít hơn là của máy nén loại mà liên hợp từ. Ừ. Nó rất nhỏ đúng không? Rồi ở đây chúng ta quan sát, chúng ta sẽ thấy là đối với cái loại mà bình thường á, thì nó sẽ không có cái đường này, cái loại piston xài bình thường loại này. Nếu có cái loại mà van đuôi lốc á, thì cái lỗ mà lúc nãy mà đây nè, là cái lỗ này nè ha, cái lỗ này nè đó, thì bây giờ nó sẽ thông với lại bên này, nó sẽ thông với cái này như đây để nó thông xuống dưới cái buồng điều khiển ở dưới máy nén. Và một cái điều lưu ý nữa là chúng ta sẽ thấy nè, chúng ta sẽ thấy là cái hành trình á, cái hành trình của piston á nó sẽ rất là nhỏ. À, do lúc này là máy nén nó chưa hoạt động nên là cái lò xo ở phía dưới đó là nó đẩy lên, thì nó làm cho cái hành trình piston này nó nhỏ. À, khi mà nó hoạt động á, khi mà hoạt động á mà nó phải có cái van đuôi lốc và nó có ga thì nó mới làm cho cái hành trình của piston này nó thay đổi. Nên khi chúng ta nhìn vô, nếu mà người nào mà mình chưa có tìm hiểu á, thì chúng ta thấy là ủa sao cái máy nén này nó cái hành trình nó nhỏ vậy, sao nó nén ga được, là không phải ha, tức là nó sẽ còn phải thay đổi hành trình tùy theo là cái lúc mà nó hoạt động. Còn lúc mà chúng ta để bình thường như vậy nè thì chúng ta sẽ không thấy, hay để bình thường như vậy thì chúng ta sẽ không thấy được là cái hành trình đúng của nó khi nó hoạt động như thế nào nha, chúng ta lưu ý nha. Rồi bây giờ cho người ta coi cái mấy cái van này. Những cái van của nó sẽ có chia làm hai van, một van đầu và van sau nữa. Nó sẽ có hai van. Van trước tiên. Nó van nào, van hút vô đâu? Đây là van hút vô. Đây là van hút vô. Lấy cái viết chỉ đi, lấy cái viết chỉ. Đây là van hút vô, khi mà áp suất được bê tông đi xuống tạo trên là áp suất nó sẽ hút, làm tấm thép để đẩy vô. Ừ. Đây có từ 6 bê tông đến với 6 van. Ừ. Còn đây là đường đẩy áp suất ra, nó sẽ chịu lại. Ừ. Có gì chịu lại? Nó sẽ có tấm màu đen đúng không? Màu đen chịu lại. Nó kiểm soát áp suất. Chỉ có tấm màu đen chịu lại. Rồi xong bắt đầu kế tiếp nó sẽ thông với bên đây. Nó sẽ thông với bên đây. Rồi chúng ta cùng xem lại cái chỗ này ha. À, đây là cái đường ở cái bán kính bên ngoài. Là cái đường đó là cái đường áp cao. À, còn cái bán kính bên trong á, bán kính trong là cái đường áp thấp. Đây, cái bên ngoài đó nó sẽ thông với ngoài cái bán kính ngoài đây. Còn cái bên trong này nó sẽ thông với cái lỗ này nè, trong đây. Còn cái này á, thì nó sẽ thông với lại cái khoang máy. Đây nó có cái đường áp cao nè, nó sẽ có cái miếng thép bằng màu đen này nè, và thép cứng này nè, là nó để nó hạn chế. À, nó hạn chế, nó không cho mình mở rộng ra quá. À, tức là cái này là đường này đường thấp nè. Thấp hút vào nè. Đó là cái này là hút vào, cái này chúng ta đang nhìn ở mặt trên á. Còn đẩy ra là ở mặt dưới. Đó, bây giờ chúng ta lật ra như cái mặt như vậy nè. Thì chúng ta đang thấy là cái mặt này là mặt ở dưới nè, là cái đường này là cái đường 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 xả nè. À, còn đường hút là đường này nè.
lúc nãy chúng ta thấy ở cái mặt trên chúng ta mới thấy được, đây là đường hút và ở đây là cái đường xả rồi vậy ha.